Hello, chào cả nhà. Hôm nay cả nhà cùng vào bếp với món rau cải cuốn cá rô phi hấp nhé. Thành phần hôm nay có cá rô phi này, có rau cải này. Đang là mùa rau cải cả nhà nhé. Bắt đầu vào mùa rau cải, hiện tại bây giờ rau cải ngoài chợ rất là rẻ và ngon. Mọi người nên chọn rau cải mơ như thế này, non, nhặt lá. Đây một con cá rô phi bà nội mua thì mẹ kem chế biến được thành hai món. Món thứ nhất là món lá rau cải cuốn với phi lê của cá để hấp. Món thứ hai, rồi cả nhà cùng vào bếp với mẹ kem nhé. Nói sơ qua thì là chúng ta làm sạch cá, lọc bỏ xương, cắt miếng vuông như thế này. Rau cải rửa sạch, nhặt lá. Phần cá này thì mọi người có thể ướp thêm một chút gia vị để tí nữa ăn cá thì nó đậm đà hơn.